Xin chào các bạn. Trinh và Stefan xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Trinh Trần Cuộc Sống ở Đức. Rất lâu rồi thì Trinh không có một buổi chiều nhàn nhã như ngày hôm nay. Hôm nay là một buổi chiều bắt đầu của ngày đầu tiên của mùa thu sang, cho nên là và nhân dịp rằng là lễ Trung Thu, rằm Trung Thu ở châu Á, nên là Trinh muốn giới thiệu cho chồng của Trinh lần đầu tiên thưởng thức cái bánh Trung Thu ấy, thì để biết rằng là anh ấy có thích ăn hay không nha. Xin mời cả nhà cùng ăn bánh và uống trà chiều cùng với gia đình Trinh nha. Có thể nào mà chị? Không mà thật. Weißt du was da ist drin? Glaube Zucker. Und? Keine Ahnung. Cái bánh của Stefan thì có nhân đậu đỏ, trứng muối và nhân hạt sen á. Rất là ngon. Và sao mà có nhiều trứng, chắc có hai trứng quá. Ồ, hai trứng luôn đấy cả nhà. Opa. Giờ thì Trinh sẽ ăn thử cái bánh này. Đó là nhìn bên ngoài ấy thì đầu tiên thì Trinh không biết là nó không có một cái gì hết cả, chỉ là nhân hạt sen thôi. Nhưng mà sẽ ăn thử nhá, tại vì đây là bánh Trung Thu nội địa Trung Quốc cả nhà. Đấy, Moon Cookin và Com Ao China. Và lần đầu tiên là Trinh ăn cái bánh Trung Thu nội địa Trung Quốc luôn cả nhà. Rất good. Honestly, when is the hot lotus? Pasta. Cái bánh này thì nó chỉ có mỗi như hạt sen và không có trứng muối luôn cả nhà. Ủa, rất là ngon. Bây giờ thì Stefan bảo là ăn hơi bị ngọt. Giờ là Moon Cook and Dustin Mission Juice. Hát sô phiên rán xúc à? Bên biết sinh ưu bà gác xuống vậy. Đuyên hát sân nuôi đến Lotus. Khăn ấy. Nè, nuôi để ăn rồi. Cái này chỉ có nhân hạt sen với đậu xanh thôi cả nhà. Ăn để biết mùi vị ấy, thì vì là cũng rất là lâu rồi Trinh không có ăn bánh nướng, không ăn bánh Trung Thu. Giờ Trinh sẽ ăn cái bánh này. Đó là nhân đậu đỏ và trứng muối. Kết. Aber hat Eier. Das schmeckt ein bisschen besser. Und das Ei ist Zucker und tìm mãi mới thấy cái quả trứng. À, bên đây hết sợi ai à? Rồi sợi còn là bạn đu hết sợi đan là ăn được, hết sợi ai? Rồi sợi. Cái trước quả Stefan ấy, cái miếng trước là nó có hai quả trứng muối luôn. Ở trên có một quả hay thành có ba quả trứng muối ạ. Và trứng muối họ họ không có đẻ đều ha. Đấy, cho nên Trinh với em hôm nay làm cái video này thì cũng không chủ là làm, mà chỉ làm để mua bánh Trung Thu ấy để cho Stefan ăn thử thôi. Mà thấy dở quá, không có ngon cả nhỉ. Nói chung là ăn được thôi, chứ không phải ngoài ở Việt Nam là có nhân xá xíu là cá ấy. Nhân chủ yếu ở đây là nhân đậu, đậu đỏ, đậu xanh, hạt sen và có trứng muối thôi, không có gì đặc biệt. Đây là trà cả nhà. Ngọt quá là phải uống trà thôi. Bên juice tôi là tôi biết chừng thê thanh thần đã ra rồi. Vị trà này nó mát mát, nó ngọt ngọt đấy cả nhỉ. Việt Nam mình dịch thì
Để đổi khẩu vị thì xin mời cả nhà. Snack. Cuộc sống ở bên này ấy thì là không có những cái phút, thật ra những cái phút mà nhàn rỗi để mà ăn bánh uống trà chiều hầu như là không có. Những cái lúc rảnh rang đấy hầu như là không có, vì cuộc sống rất là tấp nập cả nhà. Cuộc sống rất là tấp nập, nó cứ từ sáng đến tối ấy, cho nên là người ta sẽ không có những cái khoảng thời gian như thế này. Hôm nay là một buổi chiều đầu thu, cho nên là Trinh có một chút thời gian, nên là cũng muốn thưởng thức cái bánh trung thu để cho Stefan biết cái vị bánh trung thu như thế nào. Và uống trà thôi. Hey, that's a hard time. That's in the essence of the talk for tips. Yeah. Und schönes Wetter. Und schönes Wetter, nur kalt. Ja, nur kalt, genau. Cả nhà nhìn ở đằng sau là nắng như thế, thế nhưng mà thật ra là nó chỉ có khoảng 10-11 độ thôi. Thế nên là Trinh không có ra ngoài ngồi được. Buổi chiều rồi, cũng lạnh. Lange nicht gegessen. Und wie findest du die Mundkuchen? Geht so. Schmeckt ein bisschen anders. Anders, ja. Xin có hỏi Stefan là anh thấy cái bánh trung thu này như thế nào? Anh bảo là cũng ăn được, nó vị của nó hơi khác. That is nick vị kìa. Hả? Vậy in my là hai mặt oder vielleicht hast du viel verschiedene den Geschmack, aber wir nehmen nur die Nuss und so. Aber die andere hat mehr die Rind und so. Sind doch lieber frisch in Vietnam. Aber kann probieren, man kann ja probieren. Ne? Und was soll das Ei? Soll Glück bringen? Oder warum ist da ein Ei drin? Was weiß ich? Stefan hỏi là tại sao là trong cái bánh nó lại có trứng thế? Was geschmeckt? Das hat keine Bedeutung. Warum hat es Ei drin? Kann man ja einmal mit und rühren dann auch. Nee, aber das ist ein bisschen die besondere Eier. Wenn du Ei und Geschmack, dann siehst du nochmal. Aber wenn die eine Kuchen mit Nuss und so, Lotus und dann hast du Eier, das sieht besser aus. Ist extra von Mundkuchen. Nur von dieser Seite. Und cái bánh trung thu nó lại quả có quả trứng muối. Những cái câu hỏi cũng rất là hay đấy. Thì Trinh sẽ phải tìm hiểu sau, và cả nhà nếu mà biết về cái ý nghĩa của cái bánh trung thu mà lại có quả trứng muối ở bên trong thì có thể comment ở bên dưới nhá. I think that's it. I đi the má nó đi moon am ho testen in ya und dann die Eier nicht mischen ab complete die hun Eier drin weder das wie moon und gang ho the moon đi. Thank you das kann sein. Ja, siehst du wie eine Mund, große, ne? Und dann, dann war wohl vielleicht, das ist Bedeutung. Chính có nói với Stefan là để mà tìm hiểu sâu xa thì chắc là phải sọt Google đã. Nhưng mà Trinh nghĩ rằng trong cái bánh trung thu ấy, mà người ta không có, thường là người ta làm bánh người ta sẽ đánh cái quả trứng lên, nhưng mà đây thì họ lại dùng trứng muối, tức là có ý nghĩa là trong cả một năm thì rằm trung thu có mặt trăng to nhất, đó, tròn nhất, đẹp nhất. Cho nên là trong cái bánh trung thu thì họ dùng trứng muối tròn to như thế, thì cũng có thể là ý nghĩa là cái quả trứng ấy nó tượng trưng coi như là cái ánh trăng vậy. Đấy, ánh trăng tròn to nhất và đẹp nhất như thế. Đó, thì xin nghĩ là như vậy. Xin mời cả nhà ăn một cái kẹo gọi là kẹo mâm xôi, làm như là giống như quả mâm xôi á. Habe ich schon, aber. Mal probieren. Habe ich schon. Auch nicht schlecht. Ăn rất thơm rồi nhỉ. Nó dẻo dẻo bên trong, nó lại xạo 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 bên ngoài á. Y như là cái quả mâm xôi luôn, rất là thơm.
Normal là bây giờ đi mua khúc cần bê sở. Nick Vidas, Nick Norman Vidas, vì biết sự bê giòn đó. Biết su phim Green, Nick Nua Pasta, ổ là Nus, ổ là Aya, thì hát mẹ rin. Vì mẹ Nus nó, phải xin lên là giọt là Nus, ổ là Jessica, chị nói là bình thường thì cái bánh trung thu nó sẽ ngon hơn, nó có nhiều vị hơn như là jambon, jambon or chicken. Không rồi. Yeah, jambon or can au abalone. Là hát sau abalone. Còn hát sufin thì schmeck better. Chị nói là bình thường thì cái bánh như ở Việt Nam ấy, bánh trung thu ấy có rất là nhiều vị như là vị jambon, vị gà, rồi vị có cả bào ngư, vi cá, có hết á. Hôm qua chị mua thì không để ý ấy, thì bên trong nó chỉ có mỗi nhân đậu thôi. Hơi thất vọng, thế nhưng mà để cho Stefan ăn để biết vị của bánh trung thu. Cảm ơn cả nhà đã cùng ăn bánh và uống trà chiều của gia đình Trinh. Mùa thu đến rồi, thời tiết bắt đầu lạnh. Trinh kính chúc cả nhà sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Cả nhà nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký để nhận được những thông báo sớm nhất khi Trinh và Stefan có video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào, chúc bất sống đế smart. Chào tạm biệt mọi người, mình là Trinh. Cả nhà nhớ bấm đăng ký để nhận được thông báo sớm nhất khi Trinh ra video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.